Theo các bạn thì mặt trời mất bao lâu để có thể quay hết một vòng dải ngân hà? Sự thật là đây. Lần gần nhất mặt trời ở vị trí hiện tại của nó là lúc khủng long vẫn còn tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Và trái đất mất 365 ngày để quay quanh mặt trời với quãng đường khoảng 93 triệu dặm. Nhưng để mặt trời thực hiện hết một vòng quay trung tâm dải ngân hà sẽ mất khoảng 225 triệu năm. Người ta đã cho rằng có một hành tinh có kích thước cỡ sao hỏa đã đâm vào trái đất hàng tỷ năm trước. Thì thực tế là đây, các nhà khoa học đã đưa ra một giả thiết rằng mặt trăng ngày nay được hình thành từ sau một vụ va chạm giữa trái đất và các hành tinh có kích thước cỡ như sao hỏa cách đây khoảng 4 tỷ năm trước. Khoảng 100 triệu năm sau khi hệ mặt trời được hình thành thì cho đến nay, giả thiết này là khá hợp lý nhất cho câu hỏi về sự hình thành của mặt trăng. Một bằng chứng khác chứng minh cho giả thiết trên là cấu tạo vật chất của mặt trăng và trái đất là hoàn toàn tương đồng với nhau. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim và follow kênh StudyCare Education này nha.